Bắc Hàn cho phép người ngoại quốc tham gia cuộc chạy đua marathon ở Bình Nhưỡng. Tin từ Bình Nhưỡng, Bắc Hàn đã tổ chức một cuộc chạy đua marathon tại Bình Nhưỡng vào ngày Chủ nhật với khoảng 400 người nước ngoài tham gia để kỷ niệm sinh nhật của ông Kim Nhật Thành. Truyền hình nhà nước Bắc Hàn hôm nay cho biết, sự kiện thể thao đã quy tụ những người chạy marathon đến từ 15 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Nga, Namibia, Nam Phi và Kenya, và những người nghiệp dư đến từ Đức, Na Uy, Thụy Sĩ, Úc và một số nước khác. Đài KRT nói rằng, ông Tong Jong-hu, Chủ tịch Hiệp hội Marathon của Bắc Hàn, đã bày tỏ niềm tin rằng các vận động viên marathon chuyên nghiệp và nghiệp dư đã chia sẻ một kinh nghiệm tốt và đã kết bạn với nhau. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn cho biết, cuộc chạy đua marathon mang tên Giải thưởng Marathon Manyonda lần đầu tiên đã được tổ chức vào năm 1981 để đánh dấu kỷ niệm sinh nhật của người sáng lập đất nước Bắc Hàn ngày 15 tháng 4, và chỉ có một vài vận động viên marathon chuyên nghiệp nước ngoài đã được phép tham gia cho đến nay. Hãng thông tấn Yonhap cho biết, đây là lần đầu tiên những người chạy marathon nghiệp dư nước ngoài tham gia vào sự kiện này. Vận động viên Bắc Hàn Park Choi đã thắng cuộc đua nam giới. Ông Jean-Pierre Mouyakur, người Honda, đã về hạng nhì, và ông Ivan Babarika, người Ukraine, về hạng ba. Các huy chương trong cuộc chạy đua của phụ nữ đều thuộc về Bắc Hàn, với cô Kim Hee-jeon về hạng nhất.